Phòng khám bệnh y học Trung Quốc với 100% vốn nước ngoài đầu tư, nay đặc trị chuyên khoa tai mũi họng để phục vụ cho bệnh nhân. Sử dụng thuần trung y phương châm trị liệu các loại bệnh như viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi dày tính, viêm mũi dị ứng, biết giáp lớn, viêm amidan, viêm họng, khô họng, cảm giác vướng họng, mô hạt tăng sinh và các chứng bệnh tai mũi họng. Chăm sóc sức khỏe của bạn là phương châm hoạt động phấn đấu của chúng tôi. Mọi chi tiết xin liên hệ số 24 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0882993 97. Nhắn tin, em Văn Thị Giao đã về Việt Nam, hiện đang ở nhà chú Úc, mong anh về Kiên Giang gấp. Tìm người lạc, tìm ông Nguyễn Văn Thuận, 67 tuổi, bị tâm thần. Đi lạc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Khi đi, ông mặc áo sơ mi màu trắng, mặc quần sọt ngắn, hai tay bị cong cán giá. Ai biết thông tin ông Thuận, xin vui lòng báo tin về địa chỉ số 27/35/40/9, đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Điện thoại 428-1113 gặp bà Tý. Xin cảm ơn và hậu tạ. Nhắn tin, tìm vợ tên Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh năm 1978, quê ở xã Trà Khe, huyện Dòng Riền, Rạch Giá, Kiên Giang. Tạm trú tại số 20/110 bis, khu phố 2, tổ 21, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đi khỏi nhà ngày 28 tháng 7 năm 2007. Nhận được tin này, em về gấp, hai con rất nhớ mẹ. Ai biết thông tin cô Tuyền, xin vui lòng nhắn giúp về số điện thoại 097-261-4450, gặp Sang. Tin buồn, gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin cụ bà Maria Trần Thị Ý, sinh năm 1928 tại Nam Định, đã từ trần lúc 4:30 ngày 7 tháng 8 năm 2007, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Đinh Hợi, hưởng thọ 79 tuổi. Lễ nhập quan lúc 19 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2007, linh cữu Hoàng Đại Tư Gia, số 290/8K, đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp. Lễ động quan lúc 9:30 ngày 11 tháng 8 năm 2007, an táng tại Nghĩa Trang Lái Thiêu, Bình Dương, tang gia kính báo. Mất giấy tờ, ngày 2 tháng 8 năm 2007, tại khu dân cư Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tôi có đánh rơi bóp trong đó có chứng minh nhân dân, giấy chủ quyền xe, bằng lái xe mang tên Trần Văn Châu. Nếu ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ số 20 đường 15, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Điện thoại 403-5144, 095-883-4598 gặp anh Châu. Xin cảm ơn và hậu tạ. Mất giấy tờ, tôi có đánh rơi một túi sách, trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 04873/QSJD/536/QDUB2001 do Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 14 tháng 8 năm 2001. Nếu ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ số 71 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Điện thoại 093-761-6752 gặp anh Tính. Xin cảm ơn và hậu tạ. Nhắn tin tìm mẹ bé trai 1 tháng tuổi. Tôi tên Trương Quốc Thắng, ngụ tại ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Hiện đang nuôi dưỡng một bé trai khoảng 1 tháng tuổi. Nhắn tìm mẹ của cháu là Nguyễn Thị Kim Hương về làm giấy khai sinh cho con. Quá 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cô Hương không về thì Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung sẽ tiến hành làm giấy khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật. Nhắn tin tìm bà Võ Thị Thanh Phương, sinh năm 1975, trước đây ngụ tại ấp Đông Minh, xã Lan Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay đang ở đâu về nhà hoặc liên hệ với Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc để giải quyết việc gia đình. Quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu bà không có mặt, Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc sẽ xét xử theo luật định. Người nhắn Nguyễn Đình Vinh. Nhắn tin mẹ tên Bùi Thị Bích Liên tìm con tên Nguyễn Thị Bích Vân, 19 tuổi. Con đang ở đâu về nhà gấp, mẹ đau nặng, hiện đang ở nhà cô Ngọc, địa chỉ số 30/10, đường số 14A, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Nếu ai biết thông tin cháu Liên, xin vui lòng nhắn giúp về số điện thoại
0916900270, 0902360718 gặp chị Thảo. Xin cảm ơn và hậu tạ. Tìm người lạc, tìm ông Trần Vĩnh Hoàng, 53 tuổi, đi lạc ngày 5 tháng 6 năm 2007. Đặc điểm đeo kính trắng, tóc cắt ngắn. Ai biết thông tin ông Hoàng xin vui lòng báo tin về địa chỉ. Số 207 đường Lê Giang Sĩ, phường 13 quận 3, điện thoại 090-368-8344, 091-334-1486, gặp anh Tuấn. Xin cảm ơn và hậu tạ.